Hôm nay, mình sẽ chỉ cho các bạn hai bí quyết để làm ra món cá hấp vừa tươi vừa mềm, so với ngoài tiệm còn ngon hơn nhiều lần. Những phần thịt cá dày thì khứa thêm vài đường để sau này gia vị dễ thấm hơn, thêm hành, gừng vào bát nước, một thìa muối, khuấy đều cho đến khi muối tan hết. Cho cá vào ngâm 10 phút. Bước này giúp loại bỏ mùi tanh của cá, cũng như giúp thịt cá thêm tươi hơn. Mỗi ngày mình đều chia sẻ các bí quyết nấu ăn. Bạn có thể thả tim và follow mình. Dầu trong nồi nóng thì cho hành tây, gừng và hành thái đoạn. Dùng lửa nhỏ phi thơm. Thêm một bát dầu cá, nửa bát nước, một chút đường trắng. Đây là cách mà các tiệm hay nấu nước sốt. Đem cá đã được ướp, cho vào hấp khoảng 8 phút. Phần nước sốt cho ra bát để lát nữa dùng. Trang trí thêm bằng hành thái sợi, rưới lên cá một thìa dầu nóng để càng dậy mùi. Cuối cùng, rưới lên nước sốt đã chuẩn bị trước. Làm thế này, càng khiến cho cá thêm tươi, mềm, thấm đẫm gia vị. Phong phú dinh dưỡng, ai ai cũng thích ăn.